Hai đầu này là đầu đang treo leo ở trên cái độc dừa với một cái độ cao là 14 mét. Các bạn, hôm nay anh Tùng mặc áo rất là thiếu lâm. Anh Tùng khoe cái đường cong cơ thể, anh Tùng ở đây, anh Tùng leo lên đây. Anh Tùng mặc áo bông nha mọi người, áo bông, áo bông cong nha. Quần áo đó, nó cho gọi cái đi mà trên của nhà một cái áo mà cái giờ đưa áo nữ không luôn. Cái nhà đưa anh Tùng áo nữ nha. Đây anh Tùng leo thon thót cái dừa. Đây cái dừa này khoảng là 13-14 mét nha mọi người. Đây anh Tùng đã leo lên mới đây có đợt rồi. Ma thiệt. Anh Tùng bắt đầu kéo cái máy cưa lên nha các bạn. Rất là cao, cây dừa rất là cao. Lão qua cái. Lão qua cái. Lão. Anh Tùng sẽ bắt đầu cưa những cái nhánh dừa ở phía trên nha các bạn. Cây dừa rất là cao nha các bạn. Đây ở trên nhìn xuống nè, rất là cao. Giờ anh Tùng anh buộc mấy cái buồng dừa lại nha các bạn. Một lát nữa thì cưa mấy cái buồng dừa đó thì những cái sợi dây này nó sẽ chịu những buồng dừa lại, rồi anh sẽ thả những cái buồng dừa này xuống từ từ, sẽ bên dưới sẽ không có bị thiệt hại những cái vườn cây ăn trái cũng như là những cái dây điện ở phía dưới. Thì bên dưới các bạn thấy nè, những cái tàu dừa đó anh nó thả xuống phía dưới nè. Ba cái buồng dừa nha các bạn. Thì bắt đầu sẽ thả dây xuống. Ở bên dưới là sẽ có người ở bên dưới nhận mấy cái buồng dừa để kéo vào trong bờ. Đây, những cái buồng dừa thả xuống dưới nha các bạn.
Thật ra là những cái bồn dừa này anh Tùng có thể thả thẳng trực tiếp xuống bên dưới, nhưng mà như vậy thì trái nó sẽ bị gãy cái cuốn các bạn, và nó sẽ bị rớt xuống cái mương. Cái mương này thì nước ít cho nên rất là nhiều bùn đất, nên là bằng cách buộc dây hạ xuống từ từ thì những cái bồn dừa này nó sẽ còn nguyên vẹn và nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Giờ này là không có một miếng gió nữa các bạn, giờ này nắng rất là gắt. Mát không? Quạt cho anh mát á, giờ này đứng gió rồi. Giờ này là không có miếng gió nữa nha các bạn. Anh Tùng đang treo leo ở trên cái đọc dừa với một cái độ cao là 14 mét. Wow, hay quá. Cái đọt dừa rớt ngay trong cái phần giữa của cái khu vực thả lá cây xuống. Đây coi anh thả từng khúc dừa xuống nha các bạn. Lúc này thì anh Tùng chỉ bám vào cái dừa bằng hai cái chân nha các bạn. Bây giờ là anh chỉ bám vào cái dừa bằng hai cái chân thôi, và cái tay thì một tay anh sẽ cầm cây cưa, một tay anh sẽ điều khiển cái dừa cho nó rớt đúng hướng. Giờ này là đứng gió rất là khó chịu nha các bạn. Đây là cái góc nhìn mà anh Tùng anh đã cho anh nhìn xuống, thì y như cái góc nhìn mà các bạn đang nhìn qua màn hình ha. Thế là mình cố gắng bay phía trên anh Tùng á, cho anh Tùng ánh mát nha các bạn. Giờ này là rất là nực, rất là nóng luôn. Đây anh đang đứng anh Tùng mặc cái áo rất là đẹp gái. Anh sẽ đứng lên cái cây dừa để nghỉ mệt một lát rồi tiếp tục cưa nha các bạn. Nhiều đoạn luôn, cây dừa cao 14 mét được cưa rất là nhiều đoạn. Bụi rất là nhiều nha các bạn, bụi rất là nhiều, mấy cái mặt cưa, trời ơi mồ hôi đổ như tắm vậy, mồ hôi đổ như tắm vậy. Rồi anh Tùng đã xuống bên dưới góc. Cây
dừa đã hạ xong rồi các bạn, chỉ còn cái phần gốc rất là ngắn thôi. Những cái đồng